Hai người có quen biết nhau không? Dạ ông xã con hả cha? À ông xã con rồi, đến đây. Con tên là gì? Dạ con Teresa Lê Thị Kim Ngọc, con là Đạo Tân Tòng. Dạ. Dạ con là Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Huy cha. Dạ gia đình con ở giáo xứ Thánh Tâm quận 9. Vâng, ở giáo xứ Thánh Tâm quận 9, hai vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa? Ai nói? Vợ con nói. Dạ chồng con thì 12 năm bỏ Chúa. Bao nhiêu năm? Dạ, 12 năm ạ. Mà con kêu đi xưng tội, đi kêu hoài, chồng con cứ kêu chả có tội gì đâu mà xưng. Xong rồi Chúa gửi cho con một căn bệnh, con ngứa hết cả người con, mà cứ 2 giờ đêm á là con phải xịt cái nước nóng mà nó bốc khói á thì con mới đi ngủ được. Thì con mẹ chồng con thì cũng kêu con là xem cha Long cầu nguyện, thì con mới con tin. Con nói thật với cha là 20 năm con lấy chồng thì chỉ có 20 năm con mới biết được Chúa, là nhờ con đến đây và con có cái căn bệnh đó thì con mới nhận biết được lòng thương xót Chúa và con cầu nguyện. Thì Chúa chữa lành cho con hồi nào con không biết, con mới không còn hết ngứa hồi nào, nhưng mà từ đó thì con mới biết lòng thương xót, thì con đi nhà thờ con cầu nguyện. Thì nhưng mà cũng có một thời gian thì cái đức tin con cũng lung lay, là con không tin nữa. Thì Chúa lại gửi cho con một cái biến cố là mẹ chồng con bệnh một tuần lễ, mà 3 ngày đầu là cái sự màu nhiệm thì con không hiểu được, là 3 ngày đầu mẹ con chỉ đọc kinh lòng thương xót, thì nhưng mà không nhận biết, bắt đầu ngày thứ tư là không nhận biết một đứa con, một đứa cháu nào hết. Thì con cũng đưa mẹ con đi hai cái bệnh viện tâm thần, hai bệnh viện tâm thần thì không tìm ra bệnh. Thì con mới nói với mấy anh chị em bên chồng con là con nói bây giờ cái phần thuốc thì mình vẫn phải uống theo bác sĩ, còn cái phần tâm linh thì mình vẫn phải đi cầu nguyện. Thì cái ngày 3 Tây tháng 2 năm 2018 con đưa mẹ con đến đây, cha đặt tay, thì đến đó là ngày thứ bảy 4 giờ sáng, mẹ con quậy tới 4 giờ sáng ngày Chủ nhật. Thì con đi chợ về 8 giờ rưỡi sáng thì mẹ con hết bệnh, mà con không thể hiểu được cái mầu nhiệm nó như thế nào. Và tiếp đó là hai đứa con của con nó không chịu, nói chung nhà con từ xưa tới giờ con lấy chồng 20 năm mà con không thuộc một cái kinh nào, con chỉ đọc kinh Kính Mừng, kinh Lạy Cha với kinh Sáng Danh. Nhưng mà cái biến cố của con là khi con bị bệnh ngứa thì con xuống đây, thì cái ngày hôm đó con nhớ mãi mãi không bao giờ con quên được, là từ ngày hôm đó về là con thuộc hết tất cả các kinh. Mà hai đứa con nó nói con là bà nội thứ hai rồi á. Xong rồi á là hai đứa con nó thấy mẹ chồng con được ơn thì nó nói mẹ ơi sao Chúa hay dữ vậy, chỉ có một đêm mà Chúa chữa lành cho bà nội rồi. Thì từ đó hai đứa con siêng năng đi lễ tối đọc kinh cùng hai vợ chồng con là già Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường và Teresa Nguyễn Minh Thư ạ. Và đứa lớn con năm nay 18 tuổi và đứa nhỏ học lớp 8 ạ. Và sau đó thì con lôi hai đứa nó xuống dưới đây. Thì xuống dưới đây thì nó cũng ngồi, nó bực mình lắm. Nhưng mà cha biết con cầu nguyện cho nó, mà thằng con trai con 11 năm rưỡi con khóc với nó biết là bao nhiêu. Mà từ hồi bà nội hết bệnh đó, là bắt đầu nó được đi tham gia với trẻ trong nhà thờ, và cái lễ phục sinh nó được lên làm tông đồ cho Chúa rửa chân. Thì bắt đầu giữa lớp 12 là nó học, cuối năm nó học sinh khá và nó đậu đại học luôn rồi cha. Dạ anh. Dạ con thì cũng khô khan lắm cha. Ngày xưa thì lúc mà mẹ con đưa cho con cái máy thì con bảo chỗ nào cũng có Chúa, mà chỗ nào cũng có cha, làm gì phải đi cha Long làm cái gì. Thế là con cũng đâu có đi đâu, mẹ con đi cũng nhiều lần xuống đây rồi. Mỗi lần về thì mẹ con ghé nhà con. Xong sau những cái biến cố của vợ con rồi của mẹ con như vậy, thì Tết vừa rồi là chúng con tính là thôi phải sống chung chung với nú vậy rồi. Như tại mẹ con ngày xưa đã bị, cách đây mấy chục năm mẹ con đã bị như vậy rồi, điều trị cũng dài mà cũng mới khỏi. Cho nên là sau đó là con bắt đầu mới lên mạng, con
và YouTube rồi cha, con coi, con tìm hiểu gì đó, thì bắt đầu con cầu xin Chúa cho con được những cái đức tin để con quay trở về. Dạ, và bữa nay con đã được quay trở về với Chúa. Thưa chị em, tôi cảm thấy có một cái gì đó nó kỳ diệu quá nơi chính cái bản thân mình. Vì câu chuyện của người chị em, người tân tổng kể trong nước mắt, và câu chuyện của người chồng nói trong niềm xác tín, nó làm cho tôi cảm thấy Chúa đang làm cái gì vô cùng kỳ diệu tại giáo điểm này. Chúa đang làm cái gì vô cùng kỳ diệu bằng cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót này. Thưa chị em, ta bảo là gãi đúng chỗ ngứa, nếu mà mình bị ngứa mà gãi được thì sướng lắm. Còn đây gãi nó ngứa toàn thân thì còn sướng chỗ nào nữa đâu thưa anh chị em. Mà bao nhiêu năm như vậy không có thể nào hết được. Từ người mẹ bệnh truyền bên như thế, mà bệnh người ta tưởng là tâm thần, tưởng là điên dại, hoang dại như thế. Và nhất là cả một gia đình, đạo gốc thì bỏ đạo 12 năm, đạo tân tổng, đạo theo thì 20 năm chỉ thuộc đúng kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh. Và hai đứa con, đứa 18, đứa học lớp 8 thì chẳng có tin gì cả. Cả một gia đình như vậy mà chỉ nhờ một người mẹ chồng cứ dần, cứ kiên trì đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Vậy mà Chúa đã biến đổi cả người con trai, cả người con dâu và cả hai đứa cháu nội. Đấy là cái ơn lớn nhất, cái ơn biến đổi tâm hồn, ơn mà mẹ Maria nói là ơn cải thiện đời sống. Nếu người mẹ của những người con này không thực hiện mệnh lệnh của mẹ là siêng năng lần hạt, tôn sùng trái tim mẹ, thì làm sao mà biến đổi cải thiện đời sống của con trai, con dâu và hai đứa cháu nội. Tôi nghe anh kể và tôi thấy những giọt nước mắt của chị, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, cảm thấy có cái gì đó nó huyền bí, cảm thấy có cái gì đó là kỳ diệu, cảm thấy cái gì nó lung linh, và tôi cảm thấy như là Chúa đang hiện diện thực sự ở đây, đang sờ chạm được một Thiên Chúa vô hình đang ở đây. Bây giờ chị em có cảm nhận được điều đó không? Khi mà nghe hai anh chị lên làm chứng, tôi thấy rằng như là Chúa đang hiện diện sống động ở đây, trong từng thớ thịt của tôi, trong từng giọt máu của tôi, trong từng hơi thở của tôi, và tôi đang được sờ chạm một Thiên Chúa vô hình đang hiện diện ở đây bằng quyền năng, bằng lòng thương xót của Ngài, bằng lòng nhân từ của Ngài. Mà tin mừng Chúa Giêsu bảo rằng Cha các con là đứng nhân từ, thương xót cả những kẻ vô ơn bạc nghĩa, cả những người tội lỗi, cả những người lỗi lầm. Cha các con trên trời là đứng nhân từ, là đứng giàu lòng thương xót, tha thứ cho tất cả những kẻ tội lỗi vong ân bạc nghĩa. Nếu họ quay trở về thì Cha không bao giờ khước từ. Và ngay cả khi họ còn đang vong ân bội nghĩa thì Cha nhân từ vẫn ban ơn xuống cho họ. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ biết cùng với mẹ Maria mà nói Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh chị tấm hình lòng Chúa thương xót. 12 năm anh đã bỏ Chúa. Nhà anh chị cầm lấy tấm hình. Và đây là mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh về anh đi loan truyền cho những người anh em khác. Đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa trong ngày 13 tháng 9. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ đã đưa anh chị đến đây, là một chứng nhân quá hùng hồn, quá sống động. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Đây gửi tặng cho anh. Xin Chúa chúc lành cho anh chị và cho các cháu. Còn cuốn tâm thư lòng nhân hậu cho thằng 18 tuổi nhé. Đó nó phải đọc cuốn này. Dâu con nó cũng đang bị... Rồi, thì một cuốn nữa về cho em dâu của con. Đây, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời anh, mời chị.